Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của hệ thống đào tạo MGK. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Duy, hiện đang là giảng viên trực tiếp giảng dạy bộ môn chăm sóc da salon tại hệ thống đào tạo MGK. Thì ngày hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về một kiến thức cũng rất là quan trọng, về một cái công nghệ liên quan đến một cái công nghệ làm đẹp mà hiện nay rất là phổ biến. Mà cô nghĩ rằng những cái spa từ nhỏ tới những thẩm mỹ viện lớn, người ta cũng đều sử dụng rộng rãi những cái công nghệ này để mà làm đẹp, để mà cải thiện được những cái bệnh lý về da. Đó là về công nghệ lăng kim và phi kim. Và có những cái câu hỏi hoặc là những cái liên quan mà đa phần các bạn quan tâm, cô sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay luôn. Thì về cái công nghệ lăng kim, phi kim này, cô cũng đã có một cái video để chia sẻ cho các bạn về khái niệm về những cái công nghệ này rồi. Nếu chúng ta chưa hiểu kỹ về những công nghệ này, các bạn có thể xem lại cái bài học đó. Và ngày hôm nay cô sẽ chia sẻ về những cái lưu ý cũng như là những cái điều cần biết khi mà trong quá trình chúng ta sử dụng cái công nghệ này. Thì cô cũng nói sơ qua về cái tác dụng của cái việc chúng ta sử dụng của cái công nghệ lăng kim và phi kim. Thì công nghệ lăng kim và phi kim là chúng ta sẽ sử dụng những cái đầu kim, những cái đầu kim nano cực kỳ nhỏ, và nó có hai cái phương, có hai cách để mà chúng ta sử dụng, đó là kim lăng tay và một cái loại kim mà người ta gọi là kim lăng máy, kim máy, tức là cái đầu kim nano á. Để mà chúng ta tạo ra những cái tổn thương giả ở trên da. Và như các bạn đã biết là da chúng ta nó có khả năng tự làm lành vết thương. Khi da bị gặp tổn thương mà nó có thể tự làm lành vết thương, và nó tái tạo cái vết thương đó, nó tái tạo một cái lớp da mới. Mà khi lớp da mới tái tạo thì cái lớp da mới này nó sẽ hoàn toàn không có một cái khuyết điểm hay bị một cái vấn đề gì về da cả. Vì thế người ta áp dụng cái công nghệ này, người ta đưa vào trong cái dịch vụ làm đẹp để mà người ta cải thiện về những cái vấn đề về bệnh lý về da, ví dụ như là nám nào, vết thâm nào, da không đều màu hoặc là sẹo rỗ hoặc là mụn vân vân đó. Về hai công nghệ này thì người ta sử dụng rất là rộng rãi, điều trị rất là rộng rãi ha. Và những cái nguyên tắc khi mà điều trị lăng kim phi kim thì nó phù hợp, nó tùy thuộc vào những cái mục đích chúng ta điều trị, ví dụ về cái vấn đề bệnh lý gì thì chúng ta sẽ lựa chọn kim như thế nào, độ dài kim như thế nào và lăng cách như thế nào. Thì cô sẽ, các bạn có thể coi lại cái bài học đó, rồi cô sẽ chia sẻ trong cái nội dung ngày hôm nay luôn. Đầu tiên là cái có một số bạn đã đặt câu hỏi với cô là cái quy trình lăng kim nó diễn ra như thế nào, thì một thắc mắc này cũng rất là quan trọng. Thì cái quy trình lăng kim nó sẽ diễn ra là bất trước khi là các bạn làm sạch da xong. Dĩ nhiên là bất cứ làm cái quy trình nào xong là trước khi làm quy trình nào là chúng ta cần phải làm sạch da sạch sẽ, thì da nó mới hấp thụ những cái dưỡng chất cũng như là tinh chất các bạn muốn đưa vào trong da nó hiệu quả hơn. Thì lăng kim cũng như thế, trước khi lăng kim thì các bạn cũng cần phải làm sạch da. Thì những bước làm sạch da căn bản các bạn cũng đã biết rồi ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ dùng một loại gây tê, một loại kem gây tê để mà chúng ta ủ tê toàn bộ những cái vùng mà chúng ta cần lăng kim. Bởi vì ở đây là chúng ta đang dùng công nghệ làm tổn thương làn da, và khi tổn thương thì dĩ nhiên là sẽ có cái cảm giác đau. Kim mà kim đâm vào da thì nó sẽ có những cảm giác đau, và sẽ có những khách hàng họ không chịu đau được, nên chúng ta sẽ hỗ trợ dùng một cái sản phẩm gây tê, tức là kem bôi tê lên khuôn mặt và ủ tê tầm từ 20 đến 30 phút, tùy theo cái tình trạng da người ta hấp thụ cái chất kem tê như thế nào. Và sau khi gây tê xong thì chúng ta phải có một cái quy trình vô khuẩn, vô khuẩn an toàn, bởi vì trong quá trình chúng ta lăng kim là chúng ta đang tạo tổn thương giả trên da, đang tạo một cái tổn thương trên da. Nếu các bạn không có một cái quy trình an toàn và y tế vô khuẩn thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng như là
da nó sẽ dễ bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn nó sẽ dễ xâm nhập và nó gây ra những cái biến chứng mà rất là khó để mà chúng ta điều trị được ha. Rồi khi mà chúng ta vô khuẩn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu dùng tiến hành để mà lăn kim. Và đối với cái phần da lăn kim này, tùy theo cái mục đích chúng ta điều trị, ví dụ điều trị mụn, điều trị nám hay là sẹo rỗ, thì cái số lần lăn, tức là cái lực và số lần lăn nó sẽ khác nhau, nó sẽ khác nhau tùy theo mục đích mà chúng ta lăn. Và cái điểm cuối lăn sàn chúng ta lăn, tức là da nó sẽ ửng hồng hay là nó sẽ trướng máu như thế nào, nó phụ thuộc vào cái mục đích chúng ta điều trị và bệnh lý ha. Rồi tiếp theo cũng có một câu hỏi, đó là bao lâu thì thực hiện quy trình lăn kim một lần. Các bạn nên nhớ là chúng ta đối với cái tình trạng mà chúng ta đang lăn kim thì là chúng ta đang làm tổn thương da để da nó có thời gian nó tái tạo. Thì khi chúng ta muốn tiếp tục điều trị lần thứ hai, dĩ nhiên là tùy theo mục đích điều trị. Ví dụ nám thì thành nám nhẹ hay nám nặng thì chúng ta sẽ đưa ra các phác đồ điều trị bao nhiêu lần, thì mỗi lần như vậy nó sẽ cách nhau thời gian là bao lâu. Thì các bạn phải nên nhớ là chúng ta nên biết là cái quy trình tái tạo da nó diễn ra trung bình là từ 28 đến 30 ngày. Từ 28 đến 30 ngày thì ít nhất là chúng ta sau khi chúng ta làm tổn thương da thì chúng ta cũng phải đợi cho thời gian da nó có thời gian để nó tái tạo. Nó tái tạo lại thì chúng ta mới tiếp tục cái quy trình, cái lần điều trị thứ hai. Còn nếu da vẫn đang tổn thương mà các bạn tiếp tục làm tổn thương tiếp thì da nó sẽ tổn thương nặng và nó rất là khó hồi phục và khó tái tạo. Vì thế tùy theo tình trạng da, tức là da khỏe hay da yếu, và tùy theo mục đích thì cái số lần điều trị nó sẽ cách nhau ít nhất là từ 6 đến 8 tuần ha, từ 6 đến 8 tuần. Rồi tiếp theo đó là thời gian phục hồi của làn da sau khi lăn kim là bao lâu. Tùy theo mục đích điều trị về cái vấn đề da và bệnh lý như thế nào thì chúng ta sẽ có cái phác đồ điều trị khác nhau. Và cái thời gian sau khi mà chúng ta điều trị xong, sau khi chúng ta lăn kim xong thì nó sẽ có những cái hiện tượng đỏ trên da, hoặc là hiện tượng nó sẽ rướng máu. Và sau 1-2 ngày thì da nó bắt đầu nó sẽ có hiện tượng là nó khô lại và nó có thể bong màng. Nếu mà chúng ta điều trị nám hoặc là điều trị sẹo rỗ thì nó sẽ tái tạo một cái lớp da mới. Thì cái quy trình mà da nó phục hồi và nó đang tái tạo nó sẽ diễn ra là từ 1 đến 2 ngày, và sau từ 2 đến 4 tuần thì chúng ta mới có thể bắt đầu xem cái hiện tượng da nó đã bắt đầu tái tạo mới chưa, thì chúng ta mới bắt đầu làm theo lần thứ hai. Và quan trọng nhất là cái thời điểm từ những ngày đầu, từ 1 đến 4 ngày đầu là cái da, trong quá trình da nó đang tái tạo, nên bắt buộc nếu các bạn lăn kim thì các bạn cần phải có cái sản phẩm dùng để bôi trong những ngày đầu để mà da, bởi vì cái thời điểm đó là cái thời điểm vàng để mà da hấp thụ dưỡng chất tốt nhất ha, bởi vì da đang trong quá trình tái tạo. Nên chúng ta nên có những cái, ví dụ như các bạn đang lăn kim với serum điều trị mụn hoặc nám thì chúng ta phải có cái sản phẩm hỗ trợ cho khách bôi về nhà trong những ngày đầu. Hoặc nếu chúng ta lăn kim DRB thì các bạn cần phải tắt cái huyết tương cho khách hàng bôi về nhà trong những ngày đầu để cái quá trình tái tạo da nó phục hồi nó nhanh hơn ha. Rồi câu tiếp theo đó là sự khác nhau giữa phương pháp lăn kim và những kỹ thuật tái tạo da khác thì nguyên lý của nó là khác nhau như thế nào. Như cô đã nói là phương pháp lăn kim là nó nguyên lý hoạt động của nó là dựa trên là tạo ra những tổn thương giả và kích thích da tái tạo một cái lớp tế bào mới.
giúp cho da chúng ta nó phục hồi mà nó không có những cái tổn thương đáng kể. Còn đối với những cái phương pháp kỹ thuật da tái tạo khác thì nó sẽ giúp chúng ta lấy đi những cái lớp sừng ở trên da của chúng ta, ví dụ như những cái phương pháp peel da vậy đó, tức là nó sẽ lấy đi những cái lớp sừng trên da. Nó cũng là nguyên lý là tái tạo cái làn da của chúng ta, nhưng mà hai cái phương pháp nó hoàn toàn khác nhau. Một cái nó sẽ tạo tổn thương bằng những cái đầu kim, còn một cái người ta sẽ dùng những cái sản phẩm hóa học, những cái dạng axit như là AHA hoặc BHA, hoặc những thành phần có chứa axit nồng độ nhẹ đối với da, thì người ta sẽ bóc tách những cái tế bào cũ, những cái da sừng, da chết để mà nó bong ra, nó tái tạo một lớp da mới. Rồi tiếp theo đó là câu hỏi có mấy loại dụng cụ lăn kim. Thì trong bài học lúc trước cô cũng đã có chia sẻ với các bạn, đó là có hai loại. Thứ nhất là dụng cụ kim lăn bằng tay. Kim lăn bằng tay thì cái này nó được người ta sản xuất, nó được bằng thép không rỉ, cả hai loại kim và thép y tế. Tức là dụng cụ này thì nó được cấu tạo là một cái bánh lăn, và khi lăn thì chúng ta phải dùng lực của tay để chúng ta điều chỉnh và chúng ta tạo những tổn thương nhẹ trên da. Còn cái loại lăn kim loại thứ hai người ta dùng bằng cái máy, thì người đó gọi là phi kim, và cũng là nguyên lý tạo tổn thương nhẹ trên da, nhưng mà cái cách thức hoạt động của nó, cái cấu tạo của cái máy rất là khác. Tức là trên cái đầu kim nó sẽ có những nhiều đầu kim nano cực kỳ nhỏ, nó cũng sẽ tạo tổn thương nhẹ trên da, nhưng mà lúc này là cái lực là do cái máy tác động lên làn da của chúng ta, chúng ta không cần phải dùng lực tay, bởi vì trong cái máy nó sẽ có một độ rung và nó tạo những cái đầu kim nó tạo tổn thương nhẹ trên da. Nên về nguyên lý thì nó đều giống nhau, nguyên lý của hai cái dụng cụ này nó đều giống nhau, là tạo ra tổn thương nhẹ và kích thích tái tạo tế bào mới. Còn về cái phương thức để mà chúng ta lăn cũng như là cái dụng cụ chúng ta lăn thì nó khác nhau về cái cách thức thôi. Rồi, những điều cần lưu ý sau khi lăn kim. Những điều cần lưu ý sau khi lăn kim thì sau khi lăn kim các bạn cần phải lưu ý vấn đề gì? Đặc biệt là trong từ 1 đến 4 ngày đầu, các bạn hạn chế tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cách tốt nhất nếu chúng ta lăn kim cho khách hàng thì chúng ta nên khuyên khách hàng là hạn chế đi ra ngoài nắng. Nếu không có việc gì cần thiết thì chúng ta nên tránh nắng. Và nếu mà ra ngoài nắng thì phải có những cái dụng cụ hỗ trợ để mà che chắn bảo vệ da, ví dụ như kem chống nắng, kem uống chống nắng, hoặc là những cái dụng cụ che chắn như là nón kiến, để mà hạn chế cái tình trạng da chúng ta nó bị tăng sắc tố sau khi lăn kim. Rồi chúng ta hạn chế tiếp xúc với nước và những cái sản phẩm làm sạch da, ví dụ như là sữa rửa mặt ha, trong 3 ngày đầu. Thì trong 3 ngày đầu chúng ta rửa mặt là chúng ta rửa mặt với nước muối sinh lý, bởi vì trong lúc này là cái quá trình da chúng ta nó đang tổn thương thì chúng ta cần phải sát khuẩn nó thật là kỹ. Và ngưng sử dụng các loại mỹ phẩm kem dưỡng da sau khi lăn kim 1 tuần, tức là tất cả những sản phẩm các bạn đang dưỡng trong lúc da bình thường các bạn ngưng lại hết, và khi đợi da hồi phục rồi thì lúc đó chúng ta mới xài tiếp. Và trong quá trình này thì chúng ta chỉ dùng những sản phẩm mà đặc trị về cái vấn đề chúng ta đang lăn kim, ví dụ như là cái serum để mà hỗ trợ trong quá trình lăn kim, hoặc là huyết tương nếu chúng ta lăn kim DRB để mà chúng ta giúp cho cái da nó thẩm thấu những cái sản phẩm nó tốt hơn. Và bên cạnh đó thì là chống nắng ha, nếu được viên uống chống nắng càng tốt, hoặc là những cái sản phẩm xịt khoáng nếu trong những ngày đầu da chúng ta nó khô, chúng ta cảm thấy khô. Còn ngoài ra những sản phẩm khác chúng ta không nên dừng lại trong khoảng thời gian này. Rồi bên cạnh đó thì các bạn cần phải có một chế độ dinh dưỡng phù hợp, ngủ nghỉ điều độ, và ngoài ra
cần phải cung cấp về những cái vitamin tránh các thực phẩm như là dầu mỡ, thức ăn cay, rồi tránh hoạt động các thể thao mạnh, bởi vì trong quá trình những cái ngày đầu là da chúng ta nó đang tổn thương ha. Nếu chúng ta hoạt động mạnh, vận động thể thao nhiều quá thì nó sẽ ra mồ hôi và nó sẽ làm chậm cái quá trình là làm lành da của chúng ta. Rồi không dùng AHA hoặc là những cái sản phẩm như là tretinoin acid hoặc những sản phẩm có chứa acid trong 2 đến 3 ngày đầu lăn kiêng. Sau khi lăn kiêng, da có thể bong mài nhẹ và bạn không nên tự động dùng tay để mà gỡ cái mài đó ra, chúng ta cứ để cho nó bong tự nhiên ha. Rồi đó là những điều cần lưu ý sau cái quá trình mà chúng ta lăn kiêng, thì các bạn cần nắm vững cái kiến thức này để mà chúng ta tư vấn khách hàng. Rồi bên cạnh đó cũng có những cái yếu tố, những cái lưu ý các bạn cần phải nắm bắt, đó là những cái biến chứng dễ gặp nhất khi mà lăn kiêng nếu chúng ta không có một cái kiến thức bền vững. Các biến chứng của lăn kiêng như là tình trạng mụn nó sẽ nổi lên tồi tệ hơn, bị nổi mụn nhiều hơn nè, mụn lây lan khắp mặt sau khi lăn kiêng. Rồi biến chứng tiếp theo đó là da bị ngứa, nổi mẩn, sưng đỏ. Những tình trạng này nó có thể sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn, nhiễm trùng và gây lở loét. Rồi da sẽ loang lỗ, nám da, sẹo mụn. Bởi các đầu kim, những người mà thực hiện lăn kim không đúng kỹ thuật ha, có thể tạo ra những cái vết sẹo trên da hoặc là những cái tình trạng như là tăng sắc tố trên da. Và các bệnh về nhiễm trùng da, nếu mà các bạn không tuân thủ những cái nguyên tắc an toàn và vô khuẩn ha, thì những cái đó là những biến chứng khi mà chúng ta lăn kim nếu chúng ta không có một cái kiến thức về cái quy trình lăn kiêng như thế nào. Và những nguyên nhân gây ra biến chứng khi lăn kiêng thi kiêng là gì? Thứ nhất là lựa chọn kiêng không phù hợp với tình trạng da, tức là những cái tùy theo mục đích của da, tùy theo mục đích điều trị. Ví dụ như chúng ta dùng để nuôi dưỡng chất mà các bạn dùng kiêng quá dài quá sâu nó sẽ gây ra tình trạng da chúng nó tổn thương mặt ha. Thì đối hoặc là các bạn dùng sai kỹ thuật nó cũng sẽ gây ra những cái tình trạng là da nó bị trầy xước ha. Rồi quy trình lăn kiêng không hợp vệ sinh có thể gây ra các tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm trùng hay sưng tấy lở loét. Như nãy cô đã nói là trong quá trình lăn kiêng là chúng ta đang tạo tổn thương trên da, mà da chúng ta tổn thương mà chúng ta không sát khuẩn kỹ thì vi khuẩn, virus nó dễ dàng nó xâm nhập, nó sẽ gây ra những tình trạng viêm nhiễm trên da. Rồi sai cách trong kỹ thuật lăn kiêng sẽ tạo cho những tổn thương giả nó sẽ trở thành những cái tổn thương thật, và hậu quả là sẽ để lại sẹo hoặc là sạm nám, tăng sắc tố trên da. Rồi chu kỳ lăn kiêng quá ngắn, tức là cái phác đồ các bạn đưa ra, ví dụ như cái lần lăn kiêng đầu tiên các bạn lăn cho khách hàng mà các bạn không đợi cái thời gian da hồi phục và chúng ta lăn liên tục cái thời gian nó không đúng thì nó sẽ khiến cho tình trạng da chúng ta nó tổn thương nặng và nó sẽ gây ra những biến chứng. Rồi chăm sóc da sau lăn kiêng không đúng cách sẽ làm da dễ nhiễm khuẩn. Đó là những cái cách chăm sóc da sau lăn kiêng nãy cô đã nói rồi đó, thì các bạn cần phải có chế độ chăm sóc đúng cách như là vệ sinh da nè, hoặc là kiêng ăn uống những cái thức ăn gì khi da chúng ta đang bị tổn thương. Rồi không bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, tức là trong thời điểm này da chúng ta nó đang tái tạo lại nên cái khả năng chống lại các tia UV nó rất là yếu. Nếu mà các bạn không có một cái chế độ bảo vệ da khi mà đi ra ngoài nắng thì các hiện tượng mà tăng sắc tố trên da nó rất là dễ xảy ra ha. Thì đó là những cái nguyên nhân khi mà chúng ta cần lưu ý trong quá trình lăn kiêng. Rồi đó là những cái kiến thức mà cô nghĩ rằng đối với những bạn chúng ta đang quan tâm đến công nghệ lăn kiêng phi kiêng, nếu mà chúng ta có những cái kiến thức vững chắc
có những kiến thức vững chắc, cũng giống như là chúng ta được đào tạo qua một cách chuyên môn, thì cô tin chắc rằng là những cái tác dụng của công nghệ lăng kim phi kim này nó sẽ đem lại cho khách hàng một cái kết quả rất là tốt, bởi vì cái công nghệ này nếu chúng ta làm chuẩn, làm đúng thì nó sẽ cải thiện được tất cả những cái bệnh lý về da nếu chúng ta áp dụng nó đúng. Thì bạn nào mà đang tham gia trong ngành thẩm mỹ spa này, nếu chúng ta đang chuẩn bị làm những cái dịch vụ như thế này thì các bạn nên cập nhật kỹ những cái kiến thức như thế này, hoặc là chúng ta nên phải học qua những khóa đào tạo chuyên sâu qua để chúng ta có một cái kiến thức vững chắc để mà chăm sóc khách hàng một cách thật tốt ha. Thì đó là cái nội dung chia sẻ ngày hôm nay, cô đã chia sẻ cho các bạn về những cái kiến thức và cái công nghệ làm đẹp lăng kim rất là phổ biến hiện nay. Bạn nào có quan tâm hoặc muốn thắc mắc gì về công nghệ này thì cứ mạnh dạn, và có muốn đề xuất cho cô làm video gì thì các bạn cứ mạnh dạn comment ở dưới video này, cô sẽ hỗ trợ và trả lời cho tất cả các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi chia sẻ kỳ sau, cô sẽ chia sẻ về những cái kiến thức mới hơn. Bạn nào chưa theo dõi kênh video của cô thì hãy nhanh tay nhấn subscribe, nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất về video để mà chúng ta cập nhật kiến thức bổ ích này ha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ sau.